đáng ra thế hệ của chúng ta sẽ thừa kế những vì sao. Thứ duy nhất bảo vệ chúng ta chính là nguyên tắc. Cả thành phố sẽ đứng lên chống lại ông ta. Mỗi thế hệ đều cần niềm hy vọng. Anh có sức mạnh để đoàn kết mọi người. Chỉ anh mới biết mình có thể làm gì. Cậu ấy sẽ làm gì? Những điều mà siêu anh hùng làm. Đón xem Krypton vào 9 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh Warner TV.